Vâng, bên Tâm vừa mới về một con Avel nha chị, Avel đời 2016, động cơ là 1.5, máy xăng số sàn, 5 chỗ ngồi nha chị, xe rất là đẹp luôn ha, nước sơn rin còn nhiều, và mình thùng là đẹp căng, miễn bàn, 2016 nha chị, động cơ là 1.5 số sàn ha, biển số Bình Dương, xe này trước kia là gốc thành phố, rút hồ sơ sang tên về Bình Dương nha chị. Cái này bên Tâm bán bao đăng kiểm mới 2 năm, bán cho anh chị là 218 triệu. Em ấy thì đăng kiểm thì tới tháng 6 này là phải đi đăng kiểm lại rồi. Hiện nay còn được một tháng nữa, nhưng mà bên Tâm bán là lãnh đăng kiểm cho nhà mình luôn. Một con xe nó đẹp và nó liền, rất là liền nha anh chị nha. Avell 2016. Keo chỉ là rin từ đầu tới đuôi, không một lỗi nhỏ. Máy móc thì chưa bung. Và chạy êm, máy nổ rất là êm, máy lạnh tốt, được trang bị là màn hình Android, ghế da, phim cách nhiệt, viền che mưa và tay nắm cửa, trang bị cũng khá là đầy đủ rồi ha. Cái máy nổ im thật im nha chị, đứng gần không nghe tiếng nổ gì lớn luôn á, im ru à, đèn đuốc là sáng trưng à, gương kính là zin hết, bốn cái vỏ thì còn khoảng 70-80% trở lên. Và theo như xe này thì Tâm đánh giá là không cần phải tốn tiền nữa nha anh chị. Thứ nhất là về cái chất lượng xe đang còn rất là ổn. Thứ hai nữa là vỏ lốp thì còn gai rất là cao. Và thứ ba nữa là đăng kiểm thì bên Tâm bao đăng kiểm mới cho nhà mình 2 năm rồi. Được lên màn hình, ghế bọc da đồ hết rồi, sẵn sàng hết rồi. Giờ anh chị mua xe này về chỉ việc xài thôi, không cần phải làm bất cứ gì nữa hết. Chevrolet Avell là một dòng xe của Hàn Quốc và hợp tác với Mỹ nha. Chạy cũng khá là đầm và chất, nói chung là chất lượng xe nó có lắm anh chị. Bản đủ thì nó gồm có mâm đúc, thắng ABS, túi khí an toàn và gương gập điện auto. Một con xe ổn định nha anh chị, một con xe ổn định và chất lượng. Giá bên Tâm bán là 218 triệu cho anh chị về bao rút hồ sơ sang tên, thì xe này sang tên rơi vô khung khoảng 5 triệu đến 6 triệu nữa nha anh chị, thì nó rơi vô khung khoảng 224 triệu là bên Tâm sẽ bao sang tên luôn cho nhà mình ha. Xe đẹp anh chị, xe đẹp, chất xe nó rất là có duyên. Anh chị nhìn mặt ca lăng đâu nè, đó nó đẹp vậy đó. 218 triệu bao rút hồ sơ gốc và bao đăng kiểm mới. Nếu như anh chị nào có nhu cầu mà sang tên thì bên Tâm sẽ bao luôn. Chi phí sang tên xe này nó rơi vô khung khoảng 6 đến 7 triệu nha, là bao dịch vụ luôn nha anh chị. Vỏ lốp còn dày lắm, chất lượng xe còn khá là ok. Tâm cho nhà mình coi cái vỏ lốp nè, vỏ lốp thì còn khoảng 80 ha, đèn đuốc rin theo xe và rất là trong và sáng nha. Giá thành bên Tâm bán xe này cho anh chị là 218 triệu nha, bao rút hồ sơ và bao đăng kiểm mới. Keo chỉ rin không lỗi. Xe này thì nếu mà tính điểm thì xe này em này được 7 điểm nha anh chị, còn khoảng 70% trở lên nha. Nội thất rất là đẹp, trần nỉ nguyên rin, trần đã bọc 5D rồi, qua lăng 4 chấu, có thắng ABS nằm trên qua lăng. Qua lăng cục số thì khá là ok. Cái yên bên tài nó bị rách một chút xíu ngay đây, để Tâm may lại luôn, may yên lại cho anh chị nha. Có màn hình Android rồi rồi nè, chất xe tươi lắm anh chị. Keo chỉ zin hết. Ốc tán bản lời nè, khá chuẩn nha. Gầm đẹp lắm anh chị ơi, keo chỉ rin hết nha, khỏi cần quay keo chỉ ha, và không có một mọt gì hết nha, keo chỉ rin hết anh chị, bọng dè rồi còn rin hết nè. Chiều nay kiếm gì về làm miếng rủ mấy bả lại ăn cho vui anh hai,
rủ vợ nhẵn đồ kêu chị hai đồ ra hả? Đây chị coi cái thùng à. Lâu lâu hội tụ lại cho mấy bả trải lòng gầm bậy đẹp nha anh chị. Nếu chơi chơi sớm anh hai ơi, đèn đuốc sáng trưng anh chị. Nội thất nè anh chị nè, xe khá đẹp nha anh chị nha, khá đẹp, keo chỉ đồ riêng hết à. Alo, có anh Kia Rondo 17, 18, 19. Xã Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Đúng rồi, đúng rồi. Anh đứng ngay chợ, đứng ngay chợ em đón. Đây anh chị thấy ha, chiếc xe nó rất là có duyên chứ không phải cái xe nó đời nha, xe gia đình người ta đi rất là có duyên mà mình thùng nước sơn rồi nó thẳng băng à, nhìn cái xe nó có cảm giác lắm anh chị. Lên thấy cái xe vừa ý liền, nổ im ru, gầm bệ sáng bóng, máy móc thì chưa bung và rất là riêng. Em kiếm xe gì ạ? Rồi anh chị thấy ha, cái máy nè, cái máy khô ren luôn và nổ êm, thật êm nha anh chị, không nghe một tiếng gì lách chách luôn, nổ êm và nổ đều. Nó có thắng ABS nha, đây là cục thắng ABS nè đó, 2016 có thắng ABS, máy rin chưa bung, nổ rất êm. Bán cho anh chị là 218 triệu bao rút hồ sơ gốc và bao đăng kiểm mới. Anh chị có thể ký ủy quyền đi được rồi, hồi nào muốn rút thì rút, cửa cốp capo là chưa mở cái nào hết. Cái xe thật là vừa ý ha, 218 triệu nha, quan tâm bao đăng kiểm mới cho nhà mình ha. Ốc tán như mới luôn, như mới nói bậy, xin lỗi anh chị, nói chung là ốc tán rất là liền, máy móc khô ráo sạch sẽ và liền lạc, chính là con này. Bình nước nhiệt nó trong veo luôn thì anh chị cũng đủ biết là cái chất xe nó như thế nào rồi ha, tem nó toàn luôn. Bình nước nhiệt mà nó trong veo thì là cái máy nó mới, kết nước nó mới, nó không có bị dơ, màu nhớt rất là vàng, chứng minh được là cái xe này ổn định lắm anh chị, kể cả không có sợ ngập nước nè. Rồi máy thật là êm nè, lốc lạnh đồ êm ru, không có tiếng khào tiếng hú gì hết á, mọi thứ đang tuyệt vời, chờ anh chị đến để đón em nó về phục vụ gia đình. Đó chính là con Chevrolet Avell đời 2016, số sàn máy xăng, động cơ là 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu xe này chắc tầm đoán khoảng 7 đến 8 lít à, từ A tới Z là rin hết, không lỗi lầm và không có thay đồ gì tạp nhạp hết. Hiện giờ em ấy đang vận hành rất là ok, êm, chắc, ổn định. Đăng kiểm mới, vỏ còn 80, nội thất bọc da, lên màn hình, nước sơn rất là đẹp và rin nhiều. Keo chỉ là từ đầu tới đuôi không lỗi, đèn rin hết, từ đầu tới đích 4 cái đèn rin. Gương cặp điện đang hoạt động bình thường. Thắng ABS. Rồi, mọi thứ hầu như là nó ổn định đến mức độ chuẩn. Chỉ chờ anh chị đến là đưa em nó về phục vụ gia đình là tuyệt vời. Không cần phải đầu tư hay là sửa chữa hay là phải thêm tiền gì nữa hết, bởi khi mà bên Tâm bàn giao là nó đã hoàn thiện rồi, hoàn thiện cả về chất lượng cũng như là về cái kiểu mẫu ha. Anh chị có nhu cầu thì alo cho Tâm để sở hữu em nó nha, 0917215512 và 0974835522, và số thứ ba nữa là 0777061061. Anh chị đến với ô tô Duy Tâm theo địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Nhiều xe lắm chứ không phải là riêng xe này, nhưng mà đa đa chủng loại và đa sản phẩm, nhiều dòng, nhiều đời và nhiều quốc gia có tập trung tại ô tô Duy Tâm này, khoảng 60 đầu xe để chờ anh chị đến phục vụ nha. Tâm xin kết thúc video đây, xin hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt ha.